Chào mừng các bạn đã đến với kênh Soul Mystery with Tarot của mình. Và mình là Reader Huỳnh Kim Ngân. Ngày hôm nay mình sẽ trải về một chủ đề, đó là người đó cảm thấy thế nào, suy nghĩ như thế nào khi gặp lại bạn sau một thời gian xa cách. Trường hợp này có thể áp dụng sau khi mà mình nghỉ dịch xong, hoặc là hai bạn có một cái sự chia xa lâu dài, hoặc là có thể là nghĩ chắc không bao giờ gặp lại được nhau nữa đâu. Nhưng mà nếu như có một ngày nào đó các bạn được gặp lại nhau thật, thì cái người mà các bạn nghĩ đến á, họ sẽ nghĩ gì, cảm thấy thế nào khi gặp lại bạn, họ sẽ phản ứng ra sao, và họ sẽ giống như là làm gì với bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ, nếu đối với những bạn mà chưa biết cách mới video đến video của mình đầu tiên, thì mình sẽ giới thiệu cái cách thức như sau. Đó là mỗi video mình sẽ cho các bạn ba vật tượng trưng cho ba tụ bài để các bạn dễ chọn. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn chọn đồ trang sức. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ. Đây là mặt dây chuyền hình trái tim của mình. Đây là chiếc nhẫn. Và ba cái này là mặt dây chuyền mình mượn của bà chị để quay video nhé. Dây chuyền chữ. Thì bây giờ bạn sẽ dừng cái video này lại khoảng 5 đến 10 giây, nghĩ đến cái người mà bạn đang để ý, và sau đó thì xuống cái phần mô tả, bạn sẽ thấy cái phần timestamp là phần thời gian. Bạn click vào cái tụ mà bạn chọn để nghe video về tụ của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1 đã chọn dây chuyền trái tim này của mình. Giờ mình sẽ dùng bộ bài này để trả cho các bạn là người các bạn đã nghĩ đến á, họ cảm thấy thế nào sau một thời gian không gặp bạn, bây giờ họ gặp lại bạn họ sẽ cảm thấy như thế nào. Áp dụng chung cho các trường hợp là đã không gặp nhau một thời gian dài hoặc là mới nghỉ dịch nha. Những người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, những người đó sẽ cảm thấy thế nào sau khi bất ngờ gặp lại các bạn tụ 1 sau một thời gian. Mình thấy là họ cảm thấy confused lắm. Chung quy là cảm thấy là không biết phải đối mặt với bạn như thế nào á. The Moon ở đây có thể là họ cảm thấy cái sự gặp lại này là một cái tình trạng mà họ chưa có chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên họ là con người chín chắn nên họ sẽ đối diện với cái tình trạng này, ấy là cái việc gặp lại bạn một cách gọi là can đảm, chứ họ sẽ không có trốn chạy. Và đồng thời khi mà họ gặp lại bạn, họ cũng không có quá bất ngờ. Họ chỉ cảm thấy rất là confused, nghĩa là sao lại có thể gặp lại được nhau dạng vậy. Có thể đây là áp dụng cho trường hợp mà hai bạn đã có thể là mình thấy là xa một thời gian khá lâu rồi nha. Nghĩa là cái người kia giống như là không có nghĩ đến cái việc là có thể sẽ gặp bạn như thế này. Mình thấy thể thấy là vậy. Và mình thấy là họ suy nghĩ giống như là cái việc mà gặp lại bạn không có làm họ bất ngờ, mà họ thẳng tiến vào cái việc suy nghĩ liền luôn, là họ sẽ nghĩ là làm gì với cái người này đây, giống như là mình sẽ tiếp tục phải làm gì đây. Và có cái default có vẻ như là họ sẽ mong muốn một cái hành trình trải nghiệm mới với bạn nha. Để mình sẽ rút tiếp họ nghĩ gì nữa. Cái việc mà họ gặp lại bạn như thế này á, cứ như là họ cảm thấy tất cả những cái gì mà bạn với họ trải nghiệm hồi đó có lẽ như là họ vẫn chưa quên nha. Họ vẫn cảm thấy là gặp lại có thể là lại rơi vào cái tình cảnh hồi đó, mà tình cảnh tiêu cực là chủ yếu. Có thể hồi đó hai bạn không có hợp về cái cách sống, tính cách, cũng như là hay cãi nhau nè, hay tranh chấp bất hòa. Thì khi mà họ gặp lại bạn, họ lập tức nghĩ lại, rồi những ngày như thế lại tới nữa rồi. Có thể thấy là vậy. Tương đối là cái tâm lý của người bạn này nó hơi bị tiêu cực một chút xíu. Cái tiêu cực ở chỗ là vì người này suy nghĩ quá nhiều. Đây là một con người gọi là già dặn. Mình có thể thấy là người này không có phải là một người mau quên hay là con nít đâu. Đây là con người mà suy nghĩ rất là nhiều ấy. Suy nghĩ, tự vấn bản thân mình nè.
và ở họ có cái gì đó không có dám trao ra cho bạn. Mình nghĩ là về tình cảm, nếu như bạn đã xem về trải này, mình nghĩ là bạn đang thích người này đúng không, thì cái người này sẽ không có dám trao cái tình cảm ra cho bạn đâu. Có cái vấn đề gì đó mà trong quá khứ bạn làm người này buồn mà tổn thương đến nỗi mà khi gặp lại họ cảm thấy là phân vân dữ lắm, giống như là không biết gặp lại có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Chung quy là không phải là tiêu cực quá. Người này như mình nói là một người chín chắn trưởng thành. Khi mà họ gặp lại bạn, họ sẵn sàng đối diện với cái điều đó, họ không có trốn tránh. Nên mình thấy là về sau họ đón nhận cái việc mà gặp lại bạn một cách cũng khá là chuẩn bị và tích cực ấy. À, tích cực ở đây là mình thấy họ sẵn sàng hâm nóng lại mối quan hệ với bạn qua cái lá phép cúp nha. Và lần này mình thấy là họ quyết tâm điều khiển cái mối quan hệ này theo ý của họ. Không phải là cái nghĩa tiêu cực, có thể là hồi đó họ từng là một cái mess. Like, they used to be a mess back then, you know. Và bây giờ họ quay trở lại để họ có thể kiểm soát mối quan hệ này tốt hơn, không có để mối quan hệ này vượt ngoài tầm kiểm soát như lần trước đã xảy ra. Bên cạnh đó thì mình thấy người này cũng tiến đến với bạn với một cái tâm trạng rất là tự tin. Có thể lúc đầu họ confused, họ không có rõ ràng, họ bối rối, nhưng mà về sau họ lấy lại được cái sự bình tĩnh khá nhanh. Họ giống như là sẵn sàng đối diện với bạn rồi, và họ cảm thấy như là lần này họ sẽ cho cái mối quan hệ này một cái kết thúc viên mãn. Kết thúc viên mãn có thể là bất cứ hình thức nào, không có hẳn sẽ là married hay là không có hẳn là sẽ đến cùng nhau gì nha. Chỉ là cái cảnh mà họ đã viễn ra, họ đã chuẩn bị trước, thì bây giờ họ mong muốn cái kết thúc này sẽ như họ chuẩn bị nha. Người này là con người cũng như là có thể là biết rõ những gì mình cần và những gì mình làm á. Mình thấy người bạn thích là một con người khá là rõ ràng nữa, không có phải là mập mờ gì hết á, mà họ khá là dứt khoát với cái hành động của mình thấy là vậy. Rồi để mình dùng một bộ khác để xem coi là họ phản ứng như thế nào với bạn đi. Giống như là cái đó là suy nghĩ rồi, bây giờ mình sẽ coi về phản ứng của họ sau khi mà họ nghĩ nhiều thứ như vậy với bạn, thì liệu như là họ họ sẽ chủ động như thế nào với bạn, hay là họ sẽ chờ bạn chủ động. Ok, các người mà những bạn tụ một đang nghĩ đến á, khi mà bất ngờ gặp lại các bạn tụ một sau một thời gian dài á, thì những người này sẽ đối xử và phản ứng với các bạn tụ một như thế nào? Khi nãy mình có nói là họ họ rất là confused, mặc dù là về sau họ có thể là rà soát lại cảm xúc một cách là nhanh chóng, nhưng mà cái thoạt đầu tiên á, họ cũng mình có thể thấy là họ không có mong mong chờ cái việc gặp bạn được xảy ra, nhưng mà cuối cùng nó lại xảy ra thiệt, nên làm cho họ một cái cách giống như là hơi bị khó để đỡ, và có một cái gì đó làm cho họ cảm thấy tiêu cực. Mười kiếm ở đây mình nói thẳng, có thể là họ không có mong muốn được gặp lại bạn đâu, nhưng mà vì gặp lại nên bây giờ phải đối diện với cái vấn đề này. Và khi mà đối diện á, mình thấy họ đề phòng, nên hỏi cái việc là họ có chủ động tiếp cận hay là chủ động làm hòa lại mình thấy hơi khó nha. Tại người này chỉ đơn giản là từng bị tổn thương, giờ không biết chưa có thăm dò được bạn, mà giờ đụng đến lỡ bạn xù lông nhím lên nữa thì sao, hay là bạn lại bất chợt làm họ đau lòng buồn nữa thì sao. Nhưng mà chung quy là mình thấy họ sẵn sàng cởi mở cho mối quan hệ hai người một cơ hội á. Xấu tiền ở đây là vừa cho bản thân họ mà vừa cho bản thân bạn một cơ hội để coi mối quan hệ này sẽ nhìn như thế nào, mặc dù là trạng thái vẫn còn rất là nghi ngờ và phân vân. Mà người này sao không có trốn chạy. Hỏi có chủ động hay không, mình thấy là không nha. Mình nghĩ là đối với người như thế này hơi bị khó để chủ động với bạn. Như mình nói, họ sợ bị tổn thương, chắc chắn là về vấn đề cảm xúc tổn thương rồi. Tại vì ra rất là nhiều kiếm ở đây và những cái lá gậy cũng không có đẹp đẽ gì hết. Nên mình thấy là nếu như mà bạn muốn người này được cởi mở ra, bạn nên chủ động, đừng tự ái gì ở đây hết á. Người ta không phải là sợ sợ tự ái, mà người ta chỉ cảm thấy như là chạm vào bạn lỡ lại có cái gì đó kết thúc như lần trước nữa thì sao.
Nên là nếu như mà bạn có gặp lại người này, mình thấy là bạn nên mở lòng, bạn là người xem tarot, bạn biết được kết quả, bạn biết được câu trả lời mà. À, với lại người này thật sự ra là rất là chậm chậm với bạn nha, giống như là không có hẳn là khi bạn chủ động là họ đã hồi đáp liền, mà họ còn phải cân nhắc coi là cái sự chủ động này là thật lòng hay là nhử họ nữa. Chung quy là họ suy nghĩ rất là nhiều lần này, mặc dù là tâm trạng cũng rất là muốn chủ động. Có lá nai mà, nai bất kể lá nai nào cũng là có một cái sự hành động ở đây, nhưng mà chỉ là hành động của nai Pentacle là cực kỳ kỹ và cực kỳ chậm thôi. Họ rất là cân nhắc về việc có nên trao trái tim cho bạn hay không. Họ cho mối quan hệ hai người một cơ hội, là một cơ hội để làm bạn lại á, để tìm hiểu lại, nhưng mà không có nghĩa là cho cơ hội cho bạn lấy trái tim của người ta lần nữa nha. Thấy ở đây một sự đề phòng nghiêm ngặt, mà dẫu sao thì họ cũng rất là tích cực đi. Chung quy là sau tất cả những cái tiêu cực đó, họ vẫn ra một lá Ace of One, họ vẫn nghĩ đây là một cơ hội tốt để có thể giống như là hoàn thành cái việc dang dở lần trước giữa hai người. Ace of Wands. Rồi, đây là trải bài của các bạn tụ một. Mình thấy các bạn tụ một chỉ đến đây thôi. Chung quy là người mà các bạn đang nghĩ đến á, thì là họ không có nghĩ là sẽ gặp lại bạn, mà khi gặp lại bạn thì họ cũng rất là bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề này. Và về cái việc chủ động hay không thì họ sẽ không chủ động, tại vì người này bị tổn thương, nên nếu như bạn đã xem rồi, bạn nên chủ động lại. Và người này sẽ đón nhận bạn một cái cách là tích cực thôi. Họ đề phòng nhưng mà họ không có giống như là đào bới chuyện cũ lại, mà họ sẵn sàng move on với bạn. Chỉ cần bạn cho thấy bạn cũng feel the same, bạn cũng giống như vậy, thì họ sẽ hoàn toàn mở lòng với bạn. Ok. Rồi, nếu như các bạn tụi một cảm thấy video này có ích cho bạn thì mời bạn like video và subscribe channel của mình để không bỏ lỡ cái video nào sắp tới. Và mình cũng rất là cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình, và các bạn cũng đã inbox mình rất là nhiều, đặt trả lại bài riêng với mình, nhưng mà mình vì là quá bận, có rất là nhiều bạn luôn, rất là đông, nên mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả mọi người. Mình xin được chào tạm biệt và gặp lại các bạn tụi một lần sau. Giờ mình sẽ qua các bạn tụi hai. Đã, các bạn tụ hai đã chọn chiếc nhẫn này của mình. À, mình sẽ trải cho các bạn tụ hai là những người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, thì nếu như các bạn tụ hai gặp lại người này thì họ sẽ cảm thấy sao, họ nghĩ gì, và cảm xúc của họ dành cho các bạn tụ hai như thế nào sau khi mà gặp lại các bạn tụ hai sau một thời gian dài, áp dụng chung cho tình trạng là đã không gặp mấy năm trời hoặc là xa cách trong mùa dịch vừa rồi nha. Gặp lại bạn áp lực quá, theo năng lượng này lên mình thấy là họ sợ đối diện với bạn. Các bạn tụ một á có thể là confused, nhưng mà các bạn tụ hai là nó thẳng là họ sợ và họ né luôn á, né gặp bạn, tại họ cảm thấy là cái việc này là quyết định đúng đắn nhất. Gặp lại bạn là một cái áp lực mà họ phải đấu tranh lại lần nữa, họ giống như là phải leo đồi vượt núi để có thể nói chuyện giao tiếp với bạn vậy á. Và đây là những người có tính cách của King of Pentacles, thì người này khó tánh ấy. Nếu như mà đã làm cho King of Pentacles giận hay là buồn lòng một lần này, King of Pentacles đề phòng dữ dội. Tại người này dạng như là đề cao sự cảm giác an toàn lên hàng đầu, mà bạn không cho người ta cảm giác an toàn thì họ không có mở lòng với bạn đâu. Những người này cổ cổ hủ và cổ thụ hơn các bạn tụ một nhiều. Mình rút tiếp nha. Có một điều thú vị ở đây là họ cảm thấy như là vũ trụ hay là duyên lành đưa hai bạn lại một lần nữa để có thể giao tiếp với nhau. Ít ra họ cũng còn nghĩ được như vậy. Họ vẫn còn mang một cái tâm trạng như là the world, mong rằng mối quan hệ này có thể đi đến một cái kết thúc nào đó tốt đẹp. The world đây tích cực, nhưng mà sau đó thì ba kiếm ra, có thể họ cảm thấy như là có thể cái kết lần trước là được rồi. Không ngờ, giống như là họ không ngờ có thể gặp lại bạn, mà gặp lại trong cái tình cảnh giống như là mình thấy họ chưa sẵn sàng để gặp lại bạn á. Nhưng mà khi đã gặp lại rồi thì họ sẵn sàng chiến đấu. Nghĩa là cái lúc mà họ gặp lại, họ cảm thấy buồn,
Nhưng mà sau đó thì họ dùng cái suy nghĩ thực tế của họ để biết rằng đây là việc không thể nào né được, phải cho cái mối quan hệ này một cái kết. Mà kết như thế nào thì phải dựa vào cách hai bạn đối xử với nhau thôi, gọi là tạo hóa. Sao tối thế, để mình rút tiếp xem có cái gì ra nữa hay không. Một sự chờ đợi, người này không có nhanh nhanh chóng mà tiếp cận liền với bạn đâu. Khi mà ra bảy tiền như thế này thì mình thấy là họ sẽ xem xét coi bạn như thế nào, có thể là một thời gian họ không gặp bạn, họ không biết con người tính cách của bạn ra sao, có thay đổi gì hay không, thì họ sẽ dành một khoảng thời gian để quan sát bạn. Nghĩa là lúc đầu gặp bạn thì cái kiểu hơi nặng nề, nhưng mà họ cũng trấn tĩnh được cái suy nghĩ nhanh á, và về sau thì họ sẽ đối diện với lại cái điều này, tại họ không thể nào né được. Mình có thể thấy là vậy, lúc đầu thì họ muốn né, có bảy kiếm ở đây là họ muốn né, nhưng mà về sau thì họ sẵn sàng xem coi là mối quan hệ này sẽ đi đến thế nào. Giống như là lần trước thì nó không được tốt đẹp, nhưng mà mong rằng lần này có thể có một cái kết thúc nào đó. Họ không có suy nghĩ tích cực, dạng như là hy vọng mối quan hệ này sẽ tốt đẹp hơn, mà họ chỉ nghĩ rằng có thể chống chọi qua được những cái tiêu cực là họ đã vui rồi. Giờ mình sẽ hỏi tiếp theo là họ có giống như là định chủ động gì với bạn hay không. Nếu như mà họ gặp lại bạn rồi thì họ sẽ đối xử với bạn như thế nào, và họ có định chủ động tiếp cận với bạn hay không. Tiền với lại cướp cũng không thấy có sự chủ động ở đây, tại họ giống như là rất là mâu thuẫn. Hai tiền ở đây là họ cảm thấy là mối quan hệ này á mà có thể làm cho họ cảm thấy cân bằng và an toàn là họ đã vui rồi, chứ họ cũng không có muốn gây thêm bão tố. Cái cảm giác mà khi mà họ họ gặp lại bạn, họ cảm thấy như là bị bỏ rơi trong một mối quan hệ, mà bây giờ gặp lại cái người đã bỏ rơi mình á, thì nó cảm thấy như là buồn, cái trái tim nó chưa có warm up được. Nhưng mà rất may là đây là con người hay nghĩ về những cái quá khứ tươi đẹp, nên khi mà họ nghĩ về cái quá khứ với bạn á, thì cái chuyện tươi đẹp ra, và cũng có những cái chuyện nó hơi tiêu cực xíu ra, nhưng mà mình thấy tiêu cực ít hơn tích cực. Ở đây họ nghĩ đến chuyện 10 cúp với bạn lận, và chính vì cái điều đó làm cho họ cảm thấy bị mắc kẹt trong suy nghĩ là họ không biết là có nên tiếp cận với bạn hay không. Đây là người dùng cảm xúc để feel. Để mình sẽ rút thêm coi là sau khi mà họ đấu tranh tâm lý xong thì họ có chủ động hay là có cái hành động nào cụ thể với bạn hơn không. Có pair of ones, mừng quá. King of Cups ấy, như là đây là lá bay so, là đầu tiên là như mình nói là lại là cái trạng thái như là tuy là hơi đề phòng chút xíu, nhưng mà họ biết là đây là cái điều họ không thể né được, nên họ sẽ King of Cups ở đây là họ sẽ lặng nhìn lại cái bản thân của họ, coi coi là cái tình cảm của họ dành cho bạn nó nằm ở đâu, ở vị trí nào, và họ đã phát hiện ra là the star, nghĩa là trong lòng của họ bạn vẫn có một vị trí đặc biệt. Họ mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng với bạn, nên họ sẽ chủ động. Nhưng mà cái sự chủ động này nó theo cái dạng như là test the water á, nghĩa là khi mà bạn muốn câu một ai đó thì bạn phải giống như là đưa cái tay bạn ra chạm chạm vào nước, coi coi là nhiệt độ của nước như thế nào, thì giống như cái dạng như là người này với bạn, họ sẽ thử coi là bạn có chịu chấp nhận đón tiếp lại họ hay không. Mà nếu như mà tin vui á mà bạn nhận họ lại thì họ sẽ thể hiện cho bạn thấy cảm xúc của họ. Yeah, chúc mừng các bạn tụ hai. Yeah, ba tiền, nghĩa là chỉ cần bạn cho thấy là bạn chịu thu nạp lại họ thì họ sẽ sẵn sàng cùng giống như là cùng với bạn work it out mối quan hệ này. Ba tiền nghĩa là sẽ có sự tương trợ hỗ trợ với nhau trong mối quan hệ, chỉ nghĩa là cần phải có sự hợp tác của bạn thì họ mới có thể chủ động với bạn được. Nhưng mà tin mừng là đây là người sẽ chủ động hơn các bạn tụ một. Các bạn tụ một rất là thụ động, thì những người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến thì họ lại là những bạn rất là chủ động nha. Rồi
Mình nghĩ là mình có thể kết thúc trải bài của các bạn tụ hai lại đây. Và mình cũng rất vui cho các bạn tụ hai là người các bạn đang nghĩ đến, thì họ cũng sau này sẽ tích cực với các bạn. Và nếu như các bạn tụ hai cảm thấy video này có ích cho các bạn thì mình mời các bạn like video và subscribe channel của mình để không bỏ sót video nào khác. Rồi và rất cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ mình và cũng như đã gợi ý cho mình rất là nhiều những chủ đề, và mình cũng đang từ từ làm từng chủ đề cho các bạn, những bạn mà yêu cầu. Và cảm ơn một lần nữa, và mình xin gặp các bạn tụ hai lại lần sau. Bye bye. Đây là các bạn tụ ba đã chọn dây chuyền chữ này của mình. Mình sẽ trải bài cho các bạn tụ ba là những người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến á, khi mà họ rời bỏ các bạn hay là bạn rời bỏ họ, hai người không gặp nhau một thời gian rồi, thì bây giờ khi mà hai người gặp lại họ sẽ cảm thấy như thế nào và nghĩ gì về bạn, cũng như là nghĩ gì về mối quan hệ này. Khi mà họ gặp lại bạn á, họ trong trạng thái giống như là người này mạnh mẽ quá. Người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến á, họ là những người rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong trí óc và mạnh mẽ luôn cả bên ngoài. Đây là những người mà bạn không nên giỡn mặt, tại vì họ giống như là cái năng lượng của họ dành cho bạn á, là một cái năng lượng đầy vũ bão. Mình nói vậy đó cũng hơi quá, mà dạng như là họ là con người rất là tự tin. Khi mà họ gặp lại bạn á, họ không có cảm thấy như là lo lắng, nhưng mà họ cảm thấy sốc. Tại có vẻ như đây là cái điều mà họ không có mong chờ. Ở cả ba tụ đều có một điểm chung là cả ba tụ, những người mà các bạn tụ đang nghĩ đến, họ đều không có mong chờ sẽ gặp lại bạn. Có lẽ đây là trường hợp đã xa cách nhau lâu dài. Thì đối với lại các bạn tụ ba, người mà các bạn đang nghĩ đến á, họ tự ái rất là cao, họ giỏi đấy. Mình chắc chắn đây là một con người mà các bạn nhìn vào các bạn rất ngưỡng mộ. Người này họ rất là giỏi, họ tự tin vào bản thân họ, họ biết họ phải làm gì để thành trong cuộc sống, cũng như là lái con thuyền mình muốn lái. Tuy nhiên khi mà họ gặp lại bạn, họ cảm thấy những cái vấn đề trục trặc mà hồi đó hai người chưa giải quyết á, tiếp tục chương 2. Nghĩa là nó có một cái sự ngao ngán ở đây, và một cái gì đó mà họ cảm thấy giống như là đáng lẽ không nên đối diện lại thì bây giờ lại đối diện lại. Và cái tâm trạng của họ dành cho bạn giống như là nó khá là không hẳn là tiêu cực. Nó áp so ở đây là họ, mình nghĩ là họ mong muốn giải quyết cái vấn đề này với bạn, như là lần cuối hai người gặp nhau có thể là chuyện dang dở và họ không giải quyết được, và lần này họ mong muốn giải quyết được chuyện này với bạn nha. Nhưng mà không hẳn là đào bới quá khứ đâu. Người này là người giống như là sẽ coi coi bạn như thế nào để mình rút tiếp nha. Tại vì mình thấy là họ sốc, chắc chắn rất là sốc, và họ có cái ý định là sẽ giải quyết những cái chuyện cuối cùng còn lại với hai người, nhưng mà họ sẽ không chọn cái cách đào bới quá khứ, tại họ quá thông minh để làm cái điều đó. Họ quá là khôn khéo và thông minh để có thể chọn cái cách đào bới quá khứ. Họ không muốn làm bạn tổn thương. Mình có thể thấy đây là những người suy nghĩ rất là khéo. The Magician mà, đừng đùa với Magician. Đã vậy còn Queen So nữa. Đây là người rất là lý trí nhưng cũng lại tình cảm. Mình có thể thấy là người này khi mà gặp lại bạn, họ vẫn dành tình cảm nhất định cho bạn, họ vẫn cảm thấy bạn rất là còn tốt đẹp trong mắt họ vậy đi. Nhưng mà đây là con người rất là thông minh, rất là sắc sảo và sắc bén, cũng rất là lanh lợi nữa. Queen of Swords, người này uyển chuyển, bên vừa có The Emperor mà vừa có Queen of Swords, thì người này đúng là người này cầm cán nha. Bạn gặp người này không khéo là người này quay bạn như con dế. Nhưng mà mình không có nói tiêu cực, ý là người này biết cách phải làm gì để có thể điều chỉnh cái mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn. Người này cũng suy nghĩ rất là kỹ, nghĩa là trước khi hành động một cái gì đó với bạn, họ sẽ cân nhắc như là một The Hermit, cân nhắc như một ông già bà già luôn.
và cái quyết định của họ ra cũng sẽ nhanh chóng thôi. Và lần này mình thấy là họ gặp lại bạn, giống như là họ sẽ tiếp cận bạn với một cái trạng thái rất là tích cực của một Nine of Cups và một Page of Cups và của sự đề phòng chín chắn của một Queen of Swords nữa. Mình thấy người này tương đối là già dặn và có một cái intention tích cực với lại các bạn nhất á. Mình xin chúc mừng các bạn tuổi ba, đây là người mà muốn hòa hợp lại với bạn. Có thể lần cuối hai bạn ở với nhau thì hai bạn mâu thuẫn rất nhiều, tại mình thấy có lá năm gậy ở đây, nghĩa là có một cái sự tranh chấp nè, không có hợp về lối sống nè, không tìm được tiếng nói chung nè. Nhưng mà người này coi như là đã rút kinh nghiệm ra hết rồi, người này đã trưởng thành rồi nha, không còn trâu như hồi đó nữa. Và lần này họ tìm họ họ thấy được bạn thì họ mong muốn mối quan hệ của hai người sẽ xây dựng trên nền tảng của bạn bè vui vẻ. Quá tốt, quá tốt. Và họ sẽ chọn cách chậm mà chắc tiến đến với bạn. Mình có thể thấy đây có thể là một con người sẽ chủ động trước với các bạn, nhưng mà họ sẽ chọn cách là không có quá gấp rút. Họ sẽ chọn lúc nhanh thì cần nhanh, lúc chậm thì cần chậm, biết tiến lui đúng lúc. Một con người rất là có chiến thuật trong tất cả các tụ nha. Đây là một người rất thông minh. Xin chúc mừng các bạn tụ ba lần nữa. Và nếu như mà các bạn gặp lại các những người này, mình nghĩ là các bạn không cần phải quá lo lắng, tại người này biết cần phải làm gì. Nhưng mà không, họ cần bạn phải có sự hợp tác giống các bạn tụ hai nè. Nghĩa là các họ có thể sẽ là người chủ động, nhưng mà họ sẽ dò xét coi bạn có chịu chấp nhận họ hay không. Nếu như bạn cũng có cái suy nghĩ tích cực thì mình có thể thấy là hai bạn kết nối mối quan hệ lại khá nhanh. Vừa có ba cúp mà vừa có ba tiền ở đây, là hai bạn sẽ kết nối lại theo kiểu là bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau và sẽ dễ thôi, hai người sẽ nói chuyện được. Giờ mình sẽ dùng bộ bài khác để xem coi là khi mà họ gặp lại bạn thì cái thái độ và cái cách đối xử của họ với bạn như thế nào. Còn về chủ động, mình thấy là người này cần sự chủ động của cả hai. Người này sẵn sàng chủ động với bạn, nhưng mà mong chờ bạn cũng sẽ đáp ứng lại và chủ động lại, còn không là người này sẽ rút lui. Người này suy nghĩ rất nhanh và rất kỹ, ra quyết định cũng lẹ nữa. Để xem họ sẽ đối xử với bạn như thế nào trong lần gặp lại này. Điều đầu tiên là có vẻ như là hai bạn từng có những cái kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ, và khi gặp lại bạn á, họ cảm thấy giống như là gặp lại một người cũ xưa mà mình từng có mỹ cảm, nên họ vẫn nghĩ về những cái kiểu như là bạn còn dễ thương, còn tốt trong cái hồi đó như vậy. Tuy nhiên là người này sẽ không bị những cái điều đó che mắt. Chạy như mình nói, một người nhìn rất rõ vấn đề. Người này là một The High Priestess và The Magician, còn The Emperor nữa, thì người này quá là đỉnh. Mình quá tâng bốc các bạn mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến, nhưng mà thật sự người này đỉnh thiệt. Họ có một cái dạng như là nhìn xa trông rộng á, họ nhìn được bố cục vấn đề, họ biết bản thân họ đang ở đâu và họ biết người kia đang trong trạng thái như thế nào. Và người này là có một người là một người có một cái linh linh tính cảm xúc khá là mạnh, nên bạn đừng có giỡn với người này phát hiện ra hết á. Với lại khi mà họ gặp bạn, họ trong mấy trạng thái như là không hẳn là quá excited đâu, họ cũng rất là phân vân, giống như là không biết cái mục tiêu mà lần này họ gặp lại bạn họ có thể giải quyết được hay không. Để mình sẽ rút tiếp, tại mình thấy có sự phân vân nhiều á. Với lại cái lúc mà họ gặp lại bạn, nếu như giả sử có một ngày mà bạn với họ gặp lại nha, mình thấy là cái lúc mà gặp lại á thì người này có những sự lựa chọn khác tốt hơn bạn. Có bốn cúp ở đây, bốn lá bốn cúp ở đây là có nhiều option, có nhiều lựa chọn, nghĩa là không phải chỉ có một mình bạn thích người này đâu, có những người khác, nhưng mà họ vẫn chưa tìm được một sự lựa chọn đúng đắn. Đào hoa nhỉ, thì dĩ nhiên một người vừa thông minh sắc sảo thế này chắc phải đào hoa thôi. Người này cẩn thận, như mình nói sẽ cẩn thận hơn với bạn lần này rất là nhiều. Nhưng mà vì cái intention của người này, cái mục tiêu của người này là một mục tiêu tích cực, nên họ sẽ chủ động với bạn. Mình thấy rõ ràng đây sẽ là người chủ động trong mối quan hệ. Nhưng mà bạn đừng để người này chủ động một mình. Người này tuy là giỏi này nọ, nhưng mà họ cần có sự hợp tác. Mình nhấn mạnh là phải hợp tác nha, không hợp tác người này sẽ quay lưng đi á. Tại có Nine of Wands nè, Nine of Wands một khi nhiệt tình thì tiến đến, nhưng mà một khi cảm thấy không ổn là Nine of Wands sẽ xoay 180 độ. Họ mong muốn tiến đến một cái mối quan hệ bền vững với bạn theo dạng 10 tiền, nghĩa là cả hai đều cùng nhìn về một hướng, cùng hợp tác chung, cùng làm việc chung. Và nếu như mà trong vấn đề tình cảm thì là có thể là tiến đến mối quan hệ bền vững bạn trai bạn gái, mà dạng như là quen lâu á chứ không phải là quen chơi nữa. Mỗi người nghiêm túc nhé.
Lần này mình thấy họ rất là nhẫn nhịn bạn, nhưng mà mình nói cái chữ nhẫn nhịn thì bạn cũng phải giống như là hiểu và đừng có dạng được nước làm tới, tại mình thấy là cái strength này là lần này họ sẽ rất là patient với bạn, họ rất là nhẫn nhịn với bạn. Nếu như mà bạn thấy được cái sự nhẫn nhịn này, bạn sẽ thấy là người này đã cố gắng thay đổi vì bạn rất là nhiều, họ mong muốn mối quan hệ này sẽ diễn ra một cái kết tích cực hơn so với cái lần trước. Và nếu như bạn cũng trân trọng người này, bạn xem tarot và bạn nghĩ về người này thì mình nghĩ bạn cũng nên trân trọng họ lại, tại đây là người mà bạn không nên, không có thể nào đùa được với người này, tại cái người này rất là chân thành và rất là thật thật với bạn luôn, họ sống thật với bạn đấy. À, nên mình thấy là đây là mẫu người mà bạn nên trân trọng nha. Rồi mình xin được kết thúc trải bài của các bạn tụ ba lại đây và cảm ơn các bạn tụ ba theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay giúp ích được cho các bạn thì mời các bạn like video và subscribe channel của mình để mình có thể có nhiều động lực ra thêm nhiều video mới cho các bạn. Và nếu như các bạn muốn mình xem những cái chủ đề nào đó thì các bạn có thể comment xuống phần bình luận, và nếu những chủ đề đó quá là giống như là nhạy cảm thì các bạn có thể email riêng với mình để đề nghị cũng được. Rồi, mình xin cảm ơn sự ủng hộ các bạn và mình xin gặp lại các bạn trong lần xem video sắp tới. Bye bye!